Hôm nay thứ hai ngày 19 tháng 12, năm 2022, mùa vọng. Bài thích sách Thủ lãnh Ngày ấy, có một người đàn ông bởi đất Sara ra và thuộc chia họ đan. Tên là Manuel, có người vợ song sẻ. Thiên thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng Người song sẻ không con, nhưng sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai vậy ngươi hãy cẩn thận đừng uống rượu và thức có miên cũng đừng ăn món gì không thanh sạch vì ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó nó là người được hiến dâng cho thiên chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ chính nó sẽ bắt đầu giải phóng israel khỏi tay người philippines bà này đi nói với chồng rằng có một người của thiên chúa đến cùng tôi với diện mạo thiên thần rất đáng sợ tôi hỏi người ấy là ai bởi đâu đến gọi tên gì người ấy không muốn nói cho tôi biết nhưng lại trả lời rằng rồi đây người sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai hãy cẩn thận đừng uống rượu và thức có men cũng đừng ăn món gì không thanh sạch vì con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thổi nhỏ và từ lòng mẹ cho đến ngày nó chết. Bà đã hạ sinh một con trai bà gọi tên là Song Song. Hài Nhi lớn lên và Chúa đã chúc phúc cho nó và thần trí Chúa bắt đầu ở với nó. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa miền con đầy lời ca người chúa và suốt ngày con ca hát vinh quang ngài xin trở nên thạch đồng để con dung thân và chuyên ly phương bền hầu cứu độ con vì chúa là đa tàng là chiến lũy của con lạy chúa con xin cứu con thoát khỏi tay đứa a miền con đầy lời ca người chúa và suốt ngày con ca hát vinh quang ngài ở ngài là đấng con mong đời thân lạy chúa lạy chúa ngài là hy vọng của con từ hồi thanh xuân ngay từ trong bụng mẹ con đã nếp mình vào chúa từ trong thay màu chúa là đấng bảo vệ con Miền con đầy lời ca ngợi Chúa và suốt ngày con ca hát vinh quang Ngài. Con sẽ kể ra uy quyền Thiên Chúa, lạy Chúa, con sẽ ca ngợi đức công minh của mình Ngài. Lạy Chúa, Chúa đã dạy con tự hồi niên thiêu, và tới bây giờ con còn kể ra những sự la của Ngài. Miền con đầy lời ca ngợi chúa Và suốt ngày con ca hát vinh quang ngài Alleluia, Alleluia Lạy gốc xê xê Ngài đang đứng như biểu hiệu của chư dân Xin hãy đến cứu thoát chúng con Và xin đừng trì hoãn nữa Alleluia Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, lạy Chúa, vinh danh Chúa. Vào thờ hesode là vua xứ Judea, có một tư tế tên là Zacharia thuộc phiên bang Abia và vợ ông bởi dòng dõi Aaron. Tên là Elizabeth, cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lệ luật của Chúa. Không ai trách được điều gì, nhưng họ lại không con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đều đã đến tuổi già. Xảy ra khi Zakaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lực của phiên mình như tục lệ hàng tư tế. Ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh chúa mà dân hương, đang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dân hương. Bây giờ thiên thần chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án. Zakaria thấy vậy thì hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông. Nhưng thiên thần nói với ông rằng, Zakaria, đừng sợ vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi. Elizabeth vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai và ngươi sẽ gọi tên con trẻ là Joan. Ngươi sẽ được vui mừng, hân hoan và nhiều người cũng sẽ vui mừng vì việc trẻ sinh ra. Vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy thánh thần ngay từ lòng mẹ sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Để này sẽ đi trước người trong thần trí và viện lực của Elia để hướng lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dẫn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị. Zachariah thưa với thiên thần rằng, làm sao tao biết được vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên. thiên thần liền đáp: ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt thiên chúa, ta được sai đến nói với ngươi và báo cho ngươi tin lành này. thì đây ngươi sẽ nín câm và không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ngươi đã không tin lời ta là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng. dân chúng đang trong đợi Zakaria lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh nhưng lúc ra ông không nói được và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ và vẫn bị câm khi những ngày thánh vụ của ông đã mạng ông trở về nhà sau những ngày ấy elizabeth và ông thụ thai và bà ẩn mình trong năm tháng và nói rằng chúa đã làm cho tôi thế này trong những ngày người đói thương cắt nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời Đó là lời Chúa Lạy Chúa Kỳ Tô khen Chúa Đức tin được thanh luyện Này đây, ông sẽ bị cầm, không nói được Cho đến ngày các điều ấy xảy ra Bởi vì ông đã không tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi Luca chương 1 câu 20 Suy niệm là tư tế được trúng tham để dân hương tại đền thờ Zaccaria hẳn phải thi hành nhiệm vụ với trọn vẹn niềm tin Và tâm tình thờ phượng chúa đại diện cho toàn dân Nhưng ông đã không vượt qua được sự thử thách Trước lời thiên thần báo tin người vợ song sẻ của ông Sẽ sinh hạ một người con trai ông đã nghi ngờ với lý lẽ theo kiểu loài người. Cả hai ông bà đều đã cao niên, không tin người con mình sắp sinh ra sẽ là ngôn sứ của đấng tối cao. Luca chương 1 câu 3 6 Nên ông bị phạt phải câm. Nhưng đó là lời cơ hội để vị tư tế già trong thanh lặng chiêm niệm những công trình Chúa thực hiện trong lịch sử cứu độ. Cho ngày đứa trẻ chào đời, chính ông sẽ mở miệng ca tụng Thiên Chúa với tất cả lòng tin tưởng hân hoan chúc tụng chúa là thiên chúa israel đã viếng thăm cứu chuộc dân người luca chương 1 câu 68 mời bạn khi đọc kinh tin kính ta tuyên xưng đức tin ngàn đời của họ thánh đức tin đó phải được thử luyện trước khi trở thành niềm xác tín của cá nhân có những điều thật khó tin có những lúc dường như thiên chúa vắng bóng đó chính là cơ hội để đức Thiên được lớn lên và vững chắc Sống lời Chúa Vui lòng đón nhận những hoàn cảnh khó khăn trong đời sống Và cầu xin Chúa cho biết vâng theo thánh ý Ngài Cầu nguyện lạy Chúa qua những tâm tối mịt mù trong đời sống Xin cho con trung thành theo ý Chúa Vẫn tin rằng Chúa luôn yêu thương và thanh luyện con Thành khí cụ rao giảng tình yêu Chúa cho muôn người suy niệm lời Chúa hàng ngày. Hợp tác là an toàn. Ngày nay, khi đi trên các nẻo đường của nước Thụy Sĩ, người ta lại nhìn thấy một tấm biển lớn. Trên đó trình bày hai chiếc xe hơi, một chiếc màu đỏ, một chiếc màu xanh. Cả hai xe đi cùng chiều, những người ngồi trên hai xe đang chào nhau, cười với nhau. Người lái xe xanh đang ra dấu cảm ơn lại bằng cách dỡ mũ chào ở phần dưới tấm biển có ghi một hàng chữ hợp tác là an toàn điều này muốn nói lên rằng giúp đỡ lẫn nhau đối xử với nhau như người cộng sự bằng tình bằng hữu là một đảm bảo cho một cuộc hành trình không nguy hiểm tinh thần hợp tác không những chỉ đảm bảo cho cuộc sống bình yên trên các lộ trình mà cũng còn là một đảm bảo cho một cuộc sống bình yên ở mọi vị trí trong xã hội có tinh thần hợp tác là đặt kẻ khác vào chính vị trí của mình, quan tâm tới họ như quan tâm tới chính mình, kính trọng, yêu mến, giúp đỡ họ như kính trọng, yêu mến, giúp đỡ chính mình vậy. Bài tích sách lại xong.